Hello, hello, xin chào các bạn và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiên Khám Phá và Vô Cực của các anh em đây. Các bạn ơi, các bạn có tin vào sự tồn tại của người siêu năng lực hay không? Tàn hình, phát sáng, lơ lửng trên không trung. Vâng, chúng ta thường nghĩ rằng những điều này chắc là chỉ có trên phim siêu anh hùng Marvel hay là vũ trụ DC mà thôi. Thế nhưng thật sự là trên đời này có siêu năng lực đấy các bạn à. Bằng chứng rõ nhất là có vô số những đoạn camera đã quay lại được rồi đấy. Cùng qua Vô Cực xem lại ngay và luôn 12 người có năng lực phi thường nhất được camera ghi lại các bạn nha. Thứ nhất, người đi xuyên tường. Xuyên tường như thế này thì vẫn còn dễ chán, ai mà chẳng làm được. Mà thực tế không làm được thì thôi. Thế nhưng thực sự các bạn ơi, trên thế giới có người đi xuyên tường luôn đấy nhá. Tại một cửa hàng ở một đất nước nào đó mà tôi cũng không biết nữa các bạn, có một người đàn ông mặc chiếc áo có mũ đen đang tiến gần đến cánh cửa khóa chặt hang. Màn hình bỗng bị chập chờn, xứ và người đàn ông đã bị mất hút qua cánh cửa trong chớp nhoáng luôn, y như có siêu năng lực vậy đó. Một lúc sau thì anh ta đã quay trở lại và bước qua cánh cửa đã khóa một cách vô cùng là thần kỳ, cùng với một gói bim bim trên tay vừa lấy ở trong quầy hàng. Nhưng mà ngay khi người đàn ông đi vào ra cửa tiệm á, thì ngày tháng trên màn hình camera ở góc phải bỗng nhiên thay đổi từ 2016 đến 2019 và ngược lại. Trời ơi, điều này đã khiến không ít người xem tin rằng anh ta là một nhà du hành thời gian. Liệu có phải là nhà du hành có thật không các bạn? Thứ hai, cô gái có khả năng kiểm soát. Năng lực điều khiển của con người tưởng chừng như chỉ có trên phim Harry Potter mà thôi, thế mà nó lại có đời thật luôn nhá. Đến ngay cả Harry cũng phải dùng đôi đũa thần của mình để điều khiển đồ vật con người, còn riêng cô gái này thì không các bạn nhá. Trên một con đường đông đúc qua lại, một chiếc xe khách đã dừng lại, hàng chục người bước xuống xe. Chẳng hiểu có chuyện gì xích mích mà một ông anh lại thò đầu ra ngoài cửa mắng chửi hai cô gái. Sau một hồi tranh cãi gay gắt như vậy thì người đàn ông to béo giang hồ, hổ báo cáo chồn đã định đưa tay đánh cô gái. Thế nhưng cô nữ sinh tóc dài đằng sau đã vận dụng luôn cái nội công thâm hậu của mình. Hey ya! Và chỉ trong giây lát thôi đã đánh bay người đàn ông cao to lực lưỡng. Tất cả mọi người ở đó đều chẳng hiểu cái chuyện quái gì đang xảy ra cả. Một tên khác vẫn tiếp tục chỉ tay và mắng nhiếc cô gái. Kết quả là... u là trời, dính luôn vào tàu tàu rồi còn đâu nữa, đau chưa? Nhưng mà có vẻ như cô gái không thể nào kiểm soát được hành động của mình mà hét to lên với một lực phải ngang với cái cỡ âm thanh của con cá heo, khiến cho mọi người xung quanh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Các xe hàng đổ vỡ liên xoành xoạch luôn, mọi người đứng xung quanh chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn thôi. Thứ ba, The Flash ngoài đời. Bạn có tin The Flash siêu tốc độ có thật ở ngoài đời thực hay không? Nếu như không tin thì đoạn video này sẽ khiến các bạn phải suy nghĩ lại đây nha. Một cô gái đang đi qua đường một cách rất là bất cẩn luôn, chẳng hề quan sát thấy chiếc xe đang lao vút tới. Tưởng chừng như bi kịch đã xảy ra thì một người hùng đã xuất hiện nhanh chóng cứu cô gái một mạng các bạn. Người này có tốc độ thần kỳ nha, nhanh như tia chớp đến nỗi bất cứ ai trong chúng ta cũng phải thốt lên: áo thật đấy! Trong khi mọi người trong video còn đang bàng hoàng ngơ ngác thì người hùng của chúng ta đã chạy đi mất tiêu luôn rồi. Thứ tư, siêu tốc độ cứu người trong một giây. Thế giới luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ, ngay cả con người cũng như thế. Rất có thể người bên cạnh bạn đang sở hữu năng lực thần bí nào đó mà bạn không hề hay biết đâu đấy. Trên một con đường lớn tối om, chỉ có vài ô tô đi lại thôi, bất ngờ một chiếc xe tải lớn lao với tốc độ bàn thờ đang sắp đâm vào người đàn ông chở hàng qua đường. Thế nhưng đáng kinh ngạc là một người hùng mặc áo đen nhanh như tia chớp đã xuất hiện trong nháy mắt, cứu người đàn ông thoát chết chỉ trong tích tắc thôi. Thật sự quá khó tin đúng không? Tại sao một người lại có thể di chuyển với tốc độ vượt sức tưởng tượng như thế này được cơ chứ? Đấy, và cả người lái xe tải lẫn người đàn ông được cứu đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Rất là nhanh, người hùng của chúng ta đã lủi đi mất tiêu các bạn ơi, không để lại dấu vết gì cả. Liệu có phải là siêu anh hùng The Flash của DC đã bước ra ngoài đời thực để giải cứu thế giới không vậy? Các anh em phải ăn ở tốt như chị gái trên và ông anh này thì mới được The Flash độ đó nghe. Thứ năm, người tự tạo ra lửa. Liệu trên thế giới này có tồn tại phù thủy hay không? Chỉ cần phù phép một cái là mọi thứ sẽ cháy rừng rực luôn. Ông chú mặc bộ quần áo đen khuôn ngầu này đang thể hiện một màn trình diễn cực kỳ đỉnh cao các bạn à. Đặt hai tay lên trên tờ báo, sau đó phù phép một cái, tức thì khói bốc cháy ngùn ngụt luôn, lửa bùng lên nhanh chóng thiêu rụi tờ báo. Ảo chưa, ảo chưa? Có bạn nào giải thích được hiện tượng lạ này không các bạn ơi? Comment ngay và luôn đi nào. Thứ sáu, đi bộ trên mặt nước.
Đây các bạn ơi, trong các bộ phim kiếm hiệp chúng ta thường thấy nghe những anh hùng, những võ sĩ đi và bay vèo vèo trên mặt nước ha. Ấy thế nhưng mà tất cả chỉ là diễn và có công cụ hỗ trợ mà thôi. Chẳng có ai ngoài đời thực lại đi được trên nước cả. Tuy nhiên thì khi xem video này xong, chắc chắn các bạn phải há hốc mồm mà tin sái cổ luôn đấy. Một người đàn ông lững thững quốc bộ trên mặt nước như thể đang đi trên đường bình thường vậy đó. How to? Trời ơi, nếu không phải siêu năng lực thì đây là gì vậy? Thứ bảy, thần gió. Thiên linh linh, địa linh linh, thần gió hiển linh rồi đây. Này, nhìn nha các bạn, trước khi ông anh này đến, những chiếc lá khô vẫn đứng im thin thít vì không có ngọn gió nào chạy qua cả. Đến khi anh ta thực hiện những động tác múa may quay cuồng, điên rồ thiệt, những chiếc lá bay tạo thành một hình vòng tròn cuốn theo cái động tác tay của anh ta luôn. Trời, liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự là anh chàng bánh mật này có khả năng tạo ra gió vậy? Thứ 8, thần đất. Hết thần gió, lại đến thần đất nha các bạn. Chúng ta có thể thấy rõ ràng là chôn sâu dưới lòng đất là một hòn đá khổng lồ đúng không? Dùng cuốc hay là xẻng cũng chưa chắc nâng nó lên được chứ. Thế nhưng, anh chàng mặc chiếc quần xanh nõn chuối này lại có thể gọi hòn đá lên một cách dễ dàng mà không hề mất sức luôn nhá. Chỉ cần chạm tay vào nó, sau đó cứ theo động tác tay bí ẩn của anh chàng mà hòn đá đã từ từ ngôi lên mặt đất luôn rồi. Thật sự, chỉ có thể há hốc mồm mà thôi. Thứ 9, em bé lơ lửng trên không trung. Thực sự, thế giới của chúng ta ẩn chứa rất là nhiều những điều kỳ quái và ngay cả con người cũng như thế. Rất có thể nha, một vài người sở hữu siêu năng lực đặc biệt mà chúng ta không hề hay biết đâu đấy các bạn. Trong đoạn video được quay ở Kazan, nước Nga, một người đàn ông đang dắt chó đi dạo thì tình cờ thấy anh ta đã thấy được một em bé đang lơ lửng dưới không trung mà không có bất cứ dây bảo hộ nào buộc vào cô bé cả. Cứ như là kiểu cô bé này không có trọng lực hay là sở hữu siêu năng lực có thể bay trên không trung vậy các bạn. Khi con chó của anh ta sủa thì cô bé bỗng nhiên đáp xuống mặt đất cùng mẹ bỏ chạy vào trong rừng luôn. Ôi ôi, một cảnh tượng thực sự khó tin, minh chứng cho việc có thể có người bay được trên không đấy các bạn. Thứ 10, Superman ngoài đời thực. Trên một con phố đông đúc, hai cặp đôi đang ngọt ngào chụp ảnh cho nhau, nhưng họ không phải là người chúng ta cần chú ý nha. Hãy nhìn vào người đàn ông mặc áo trùm đầu ở phía sau nè, anh ta đang đi bộ rất thong thả luôn. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là bỗng nhiên, hai bàn tay của anh ta phát ra một thứ ánh sáng xanh như là chiếc đèn. Phát hiện đã bị nhìn thấy, anh lập tức chạy trốn liền. Người quay camera đã cố chạy theo nhưng đã rất nhanh đã bị mất dấu rồi các bạn ơi. Sau khi người quay tìm kiếm một lúc thì đã thấy được anh chàng có khả năng phát sáng ngồi hoảng loạn trên cầu thang đi bộ, cách ở rất là xa. Trời, làm thế nào mà chỉ trong giây lát thôi anh ta đã chạy sang bên kia đường và ngồi ở trên cầu như vậy được ta? Vừa sở hữu tốc độ, vừa phát ra ánh sáng, có lẽ chàng trai này thực sự là siêu nhân ngoài đời thực phải không các bạn? 11. Cô gái dịch chuyển đồ vật. Có vẻ như là mấy anh trai này đang chơi một trò gì đó rất là vui nhộn nè. Cơ mà đang chơi thì là nổi quạo lên hà. Không hiểu cái kiểu gì luôn các bạn ơi. Đúng là đàn ông ha. Có lẽ thấy mấy ông này phiền phức quá cho nên chị gái ngồi bên cạnh đã cho họ một bài học. Không cần đụng tay đụng chân mà chiếc bàn tự chuyển động nó mới ghê chứ trời. Các anh chị ngồi ở quán cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Mà tên này còn không biết tự lượng sức mình, dám đứng dậy chửi vào mặt cô gái. Phàn này mày chết với bà. Phép thuật Queens Enchantis hay da. Trời ơi, tên này đã bổ nhào vào ghế sofa chỉ cần một cú đưa tay của cô gái mà thôi đó. Và sau khi cho tên này một bài học, cô nàng đã cầm túi rời đi trong cái sự ngỡ ngàng vô cùng. 12. Người bay. Hai anh chị đang có một chuyến tham quan đến tháp, thật là hạnh phúc các bạn ơi, còn chụp ảnh tự sướng các thứ nữa chứ. Thế nhưng, điều các bạn nên chú ý lúc này là nhìn lên bầu trời kia kìa. Đấy, thấy gì không nè? Một con người đang bay vèo vèo trên không trung đã bị lọt ngay vào ống kính camera rồi. Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy cực kỳ rõ luôn á chứ. Đoạn video này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của cư dân cõi mạng đó. Hầu hết ai cũng chẳng thể tin nổi điều này các bạn ạ. Vâng, tiếp theo sau đây là chuyên mục khán giả hỏi và vô cực trả lời nha. Cùng tôi đọc lại những comment hay nhất trong video trước nè. 10 thứ điên rồ và quái đản từng được tìm thấy bởi camera an ninh sân bay các bạn nha. Bạn Lê Vinh chia sẻ như thế này: xem kênh Nghiện Khám Phá đúng là rất bổ ích. Bổ ích quá trời luôn đúng không nè. Vậy thì nhớ xem thêm nhiều video nữa nha. Bạn Lê An Nhiên comment: anh làm 10 thứ điên rồ và quái đản được tìm thấy bởi camera an ninh sân bay phần 2 đi. Ok em luôn, hay quá thì phải làm phần 2 thôi. Bạn Ly Nguyễn bình luận:
cần như thế này. Em phải nói là những an ninh bảo vệ có con mắt thật tinh tường, đấy, không gì có thể qua nổi các anh camera luôn, đỉnh thật sự đúng không nè. Các bạn thân mến, đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá xin được tạm dừng. Các bạn thấy người nào có siêu năng lực đáng sợ nhất nè, comment cho Nghiện Khám Phá được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhé. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo trên Nghiện Khám Phá nha.